lời đó, kiểu như là em cứ quen bạn trai, các bạn trai cứ xoay tháp Eiffel lên đầu em vậy. Chấm một cái tháp Eiffel lên đầu em. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ba bạn kia thì nhắn tin bạn rồi, bạn thứ hai thì cũng nhắn tin nhiều người hơn. Nhắn tin nhiều người hơn là đó có một cái tháp luôn. Đúng rồi, một cái tháp luôn, cái tháp Eiffel xong rồi cái em chia tay xong bạn thứ ba. Sao đậm nhất nè? Một cái lạnh mắt. Một cái gì? Cái lạnh mắt 81. Một cái bự hơn nữa. Đúng rồi. Mà sâu đậm nhất. Đúng rồi, sâu đậm nhất mà quên một cái lạnh mắt 81 luôn. Kéo dài bao nhiêu lâu? À, 2 năm. Là nói chung là ba cuộc tình vì bị cấm sừng hết. À đó, đó là vậy. Đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi chưa? Ủa, em kiểu như khai ra hết anh. À. Là lúc đó là không có đi công tác mà là đi du lịch với gái. Trời ơi, xong phim luôn. Sao bữa nay tình trường của mấy cô gái tôi éo le giống gì trời. Bộ em lại đòi là đòi cưới hai vợ. Hả? Bộ em lại đòi là đòi cưới hai vợ. Hả? Trời ơi, nói thẳng em vậy luôn hả? Dạ vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Rồi đó thì em cũng đồng ý. Hả? Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả thân mến đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Quyết thắng chứ chị hả? Quyết thắng ngày hôm nay sẽ thành công. Yeah. Mời đàn trai bước ra sân khấu. Xin chào, rồi mời hai bạn trai ngồi đúng cái ghế của mình nha. Ổn chứ chị? Ổn rồi. Hai cô gái xinh đẹp của tôi, xin mời. Đi trước đàn cân. Trời ơi. Hai bạn trai và hai bạn gái thì đã có mặt tại cái ghế đúng màu của mình rồi. Người thân của hai bên thì không có mặt tại phim trường, chỉ có hai cái màn hình thật là lớn. Người thân của coi như là gia đình hai bên, họ nhà trai, họ nhà gái sẽ ngồi ở nhà của mình và vẫn theo dõi được chương trình. Một tràng pháo tay cho tất cả. Trời, hai cô gái xinh đẹp quá. Đạt thấy không Đạt? Dạ, hai cô gái ai... Bữa nay đàn trai không có người thân rồi. Chị đại diện cho đàn trai luôn hả? Hôm nay chị sẽ đứng về đội của em. Chị coi như làm người thân của em để chị tư vấn giúp cho em được không? Dạ rồi, em rồi, cảm ơn tin chị. Tưởng chị Tường không? Dạ em tin tưởng. Tin tưởng, yeah. Rồi bây giờ chị hỏi em luôn, giới thiệu tên tuổi của mình đi cưng. Chàng bạn trai đó ngồi ghế màu gì? Đang ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Em là Huy, em sinh năm 93. Hiện tại em đang sống tại quận Tân Phú. Quê bố em thì ở Hà Nội, mẹ em thì quê ở Hà Tĩnh. Mẹ em thì sinh ra và lớn lên tại Hồ Chí Minh. À rồi, hiện tại mình đang làm công việc gì Huy? Dạ hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh. Thì em đang dạy ở chơi các trung tâm thôi. Ừ. Đây cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ, nãy giờ ngồi rất gồng, tự giới thiệu về mình đi. Em tên là Tú Uyên, em hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện em ở quận Nhất, làm ở quận 8, làm marketing cho một công ty logistics về nhập rượu. Thêm là có làm thời trang thiết kế của nhãn hàng riêng của em. Nhãn hàng riêng của em, nhãn hàng riêng của em là gì? Nhãn hàng riêng của em là Minor. Hả? Minor. Minor là gì? Minor trước á thì tên full nó là Minor Kleiner tiếng Đức, có nghĩa là cô gái đáng yêu của tôi ơi á. À. Kiểu gọi cái cách gọi thân yêu của người Đức á. Dịch á thì giao dịch thì em đã chuyển về làm online luôn. À. Và chỉ nhận order thôi, order may đo thường là sơ mi quần tây với lại blazer cho cả nam lẫn nữ. Sản phẩm may mặc dạ, nhãn hàng của em luôn. Dạ đúng rồi. Tú Nguyên nha Tường ơi. Rồi, tiếp tục. Chúng tôi sẽ đến với chàng trai ở ngồi ghế màu xanh, các bạn lắng nghe nhé. Em tên gì? Cầu Tiến có phải là đức tính bẩm sinh? Tôi nghĩ là không. Tôi đã dành hơn 5 năm để từ một sinh viên nghèo trở thành giám đốc. Tôi là Minh, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, 29 tuổi. Rất vui được chào mọi người, hai MC và hai bạn gái bên kia. Ghê. Đầy đủ họ tên? Đoàn Phan Quang. Đoàn Phan Quang Minh, sinh năm bao nhiêu? À, sinh năm 92 chị ạ. Trời ơi, giới thiệu quá ấn tượng nha. Giám đốc công ty gì? À. Công ty của em chuyên về may mặc đồ thể thao. Công ty may mặc. Ủa sao tự nhiên bên kia hình như tôi mới nghe cái gì thể thao phải không Đạt? Dạ, bên đây là may mặc quần tây, áo sơ mi, cô gái bên đây cũng của có tôi. Một người may mặc luôn. Mà giám đốc công ty mình được bao nhiêu thành viên? Hơn 20 mấy người. Wow, quá dữ dằn. Ủa xin lỗi rồi, trong mùa dịch vừa qua rồi sao? Dạ phải đóng cửa lockdown, phải hạn chế. Bây giờ đã hoạt động lại chưa em? Dạ chuẩn bị hoạt động lại. Đang sóng gió. Sóng gió ha. Nhưng mà mình vẫn ngồi đây, thuyền vẫn chắc. Rồi, chúc em sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong cái công việc của mình để bù lại những cái thời gian vừa qua nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Rồi, hai chàng trai tôi ngon lành, một người thầy giáo anh văn, một người là giám đốc công ty may mặc. Còn em cô gái? Dạ, em là Phạm Ngọc Thủy ạ, quê ở Thanh Hóa, còn hiện tại là em đang sinh sống tại Sài Gòn. Ở Tân Phú luôn ạ. Em đang mở tiệm nail. 4 tháng nay thì em cũng nghỉ dịch. Em có làm nail online không? Dạ không, em không online. Em có buôn bán online ạ. À, buôn bán online. Ghê vậy đó, quỷ đạt ác ghê vậy đó. Nail mà làm online làm sao Đạt? Ôi nói chuyện thật thà dễ thương quá trời luôn Tường. Dạ, ơi. Em hơi rung rồi. Quá, anh ơi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới.
Nhưng mà Đạt ơi, dạ, hôm nay trước tiên đến cái phần giới thiệu của bốn người tham gia chương trình thì nó có một cái sự gọi là trùng hợp, nó hơi chéo chéo. Chàng trai ở ngồi ghế đỏ đó, bạn Huy đó, thì là ở Tân Phú. Thủy ngồi ghế xanh cũng ở Tân Phú. Mà cái cô gái ngồi ghế đỏ đó thì lại hợp với cái chàng trai ngồi ghế xanh bên tôi là cùng may mặt. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái sự ghép đôi này chẳng qua là chúng tôi ghép đôi với những cái thông tin mà các bạn ấy đăng ký tham gia chương trình thôi. Nó là tạm ghép đôi như vậy nha các em nha. Nhưng mỗi người đến tham gia chương trình ghép đôi thần tốc thì cơ hội sẽ được nhân đôi. Bây giờ thì để đi tìm hiểu rõ hơn một chút thì vẫn ưu tiên mời Huy ở chiếc ghế màu đỏ. Huy giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Em luôn đúng, phụ nữ luôn sai. Cái gì kỳ vậy? Gì mà điểm mạnh gì vô tôi muốn bật cửa vậy? Là em luôn đúng giờ này. Em chỉ được phép đúng khi mà phụ nữ kêu em đúng. Còn phụ nữ sai thì có thể sai em giặt đồ, nấu ăn. Chế lâu nhà. Dạ. Thầy giáo rất duyên dáng. Điểm yếu thì em có buôn bán thêm online với lại dạy học nữa. Thì buôn bán về mặt hàng điện thoại, iPhone, iPad, MacBook á. Nói chung cũng nhiều việc cho nên là cũng nhiều khi trí nhớ nó hơi quên một xíu. Thầy giáo mà còn bán hàng online nữa nha. Không phải dạng vừa đâu nha. Khách hàng chắc học trò mình không hả em? À đúng rồi anh. Mình có tập 6 giờ mới. Rụt rè vậy. Hơi lười. Có thể là em biết nấu ăn nhưng mà ví dụ như ở nhà mẹ em nấu em không nấu kiểu vậy. Em chỉ biết ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Sao thanh niên còn ở với mẹ được, mẹ cưng chiều là chuyện bình thường. Thanh niên là có quyền lười, không có gì hết ha. Tú Quyên hả em thấy? Dạ, sao đúng rồi. Dạ không được. Điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em, mình nói điểm mạnh trước đúng hay rồi. Mình nói điểm yếu trước đi, tùy em thôi. Mình nói điểm yếu trước đi. Thật ra thì em điểm yếu thì thường là em kiểu em cũng không biết nữa là cái em không biết đó, như thấy cái đó là điểm yếu em luôn. Đúng rồi, tại vì em có cái là em hay quên á. Điểm yếu là hay quên. Dạ đúng rồi. Ví dụ như quên gì nè? Hồi nãy mình nói gì ta? Ôi trời ơi, con gái nó là dí dỏm nữa là tường. Bên chị có thầy giáo trị ca này, yên tâm. Mới vừa nói gì quên luôn, thật là hay quên. Em ví dụ, em rất là khó tính. Thường thì con gái thì hơi khó tính là được rồi. Nhưng mà cơ bản riêng em thì em rất là khó. Khó tính là thí dụ em khó về vấn đề gì? Em khó về thứ nhất là cách cư xử. Dù con trai hay con gái, nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá. Tức là em không thích là em có thể là bye, em đi về luôn. Hoặc là em có thể là không join cái party đó nữa. Còn điểm mạnh của em thì em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Dạ đúng rồi. Em hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Em hiền trong thâm tâm của em á, trái tim em nó hiền. Cho bồ câu ăn hay là ê bộ dữ là không cho bồ câu ăn được hả? Đúng rồi, cái gì đó hiền nó như làm cái thùy mị trong tâm chưa hiểu được cái thế nào. Em có thể mặc áo dài nấu ăn. Ồ. Ủa gì vậy em? Ủa rồi là chị hiền, chị giữ là chị không mặc áo dài được hả em? Không, anh kêu là em phải show cái hiền á chị. Tức là bây giờ em ví dụ điển hình luôn, để em mặc áo dài cho nó hiền luôn. Có không? Chị thấy chị mặc áo dài chị vẫn giữ đó em. Cái đó không phải hiền nha, áo dài nấu ăn là hiền. Không, ý là em chỉ muốn ví dụ cho anh thấy rằng em có thể là hiền từ trong nội tâm là thể hiện là một cô gái Việt Nam mặc áo dài và thôi bây giờ cổ nói cổ hiền được. Mình tin cổ hiền đi. Thì đúng rồi. Em cũng khó nữa rồi để cổ nói hiền lành đáng yêu dịu dàng trong sáng. Trời ơi, đáng yêu dịu dàng trong sáng, thầy giáo chết chưa? Chết thầy giáo rồi. Rồi. Bây giờ về nhà là mặc áo dài nấu ăn nè. Đó, dữ dằn luôn. Bên đây thầy giáo cười tủm tỉm luôn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Bây giờ chúng ta sẽ pass qua tới chàng trai bên này. Bạn Minh, giám đốc công ty may mặc nè, mời em điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là gọi là keo kiệt. Các khoản chi tiêu của em hệ đó phân thành tất cả các hạng mục thì em sẽ không vượt được. Ví dụ như tiền cho gia đình hay là tiền cho chính mình hay là tiền cho bạn gái hay là tiền cho các mối quan hệ về ngoại giao hay là từ thiện thì em cũng sẽ phân thành các hạng mục đó. Cái đó đâu không phải gọi là keo kiệt, cái đó là mình là người có kế hoạch chứ làm sao gọi là keo kiệt được. Tại vì trong cái kế hoạch của em mà còn có chi cho bạn gái, chi cho từ thiện thì không thể nào nói em là người không, keo kiệt mà là người sống có kế hoạch. Ví dụ như là em sẽ cho bạn gái 20.000, làm từ thiện 10.000, sáng nay ăn 5.000 thì đó mới gọi là keo kiệt chứ. Dạ cũng có phải đó đó. Dạ cũng có phải đó. Trời ơi, cái gì? Cũng khoảng đó luôn hả? Dạ có nghĩa là có hạn mức và không vượt quá được, nghĩa là em rất kỷ luật phần đó. Có nghĩa là tất cả có kế hoạch hết mà dạ, rủi có phát sinh là không được. Dạ có nghĩa là em sẽ rất bực bội về cái vấn đề mà phát sinh. Mới quen bạn gái đột xuất rồi sinh nhật rồi có chi để mà mua quà rồi tặng bạn gái, vậy là nó trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch? Quan trọng thì mình phải ưu tiên. Có nghĩa là có dự phòng là có bực bội không? Bạn gái hạnh phúc là mình vui. Vậy thì đâu có phải gọi là keo kiệt. Tốt, cái đó là điểm mạnh, phải điểm yếu em. Điểm mạnh. Ồ vậy hả? Còn gì nữa không? Cái điểm mạnh thực sự mà em cũng nghiên cứu, có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Cái gì? Cái gì? Mình nói gì vậy? Sao?
đứng chỗ đó mà bị em bị mềm liền. Mời em giải thích. Dạ, có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Có chỗ đứng. Ví dụ như là qua cái dịch Covid thì mình nhìn thấy là cái cảnh mà người tha hương về quê. Đó thì mình thấy voi thì coi lại mình. Có chỗ đứng ở đây nghĩa là mình phải có một cái nơi ăn trốn ở và không ai đuổi được mình. Có nghĩa là ví dụ như là nhà ở hay là cái gì đó, mình khẳng định về cái đó là có chỗ đứng. Cứng chỗ đó là cái gì? Đó, còn cứng chỗ đó là nghĩa đen là chắc mọi người cũng biết rồi. Cơ bắp hả? À, cơ bắp. Rồi còn nghĩa bóng là cái gì? À, nghĩa bóng có nghĩa là người đàn ông cần phải có ý chí cứng cỏi, cứng răng. Đó, chính xác. Nghĩa là nếu mà vị trí hiện tại là mình là công ty đi, chủ công ty thì mình phải có một cái nghị lực. Vị trí gia đình thì mình phải là trụ cột gia đình, mình phải cứng cỏi về ý chí và nghị lực. Đầu tiên trước là phải là sức khỏe, trước hai là những ngoại giao. Ngoại giao thì biết cứng là... rồi đó, sức khỏe từ từ biết. Ai biết biết sao mình biết được. Thì đó. Giám đốc đã lên tiếng. Ồ sao càng ngày càng đổ mồ hôi quá vậy? Tại nghe đâu đó là... bình thường thôi Thủy. Dạ. Không gì sợ, người ta có chỗ đứng người ta dạ. cứng chỗ đó luôn rồi. Bây giờ em sao nè? Mạnh em yếu thì, em sao nè? Yếu trước anh nhé. Yếu em yếu gì nè? Em thì ít nói, em cũng không có đi hay ra đường á. Nói chung là em chỉ ở nhà không nên em hay run. Chủ tiệm nail mà run gì? Không, em run lắm anh ơi. Tại vì em chưa bao giờ mà em tiếp xúc nhiều người á. Em mà hay quên nữa. Nhút nhát hả? Nhút nhát, dạ đúng rồi, nhút nhát lắm anh. Bây giờ mạnh dạn anh đi có gì đâu. Dạn không, mạnh em mạnh mẽ lắm rồi đó. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Em cố gắng mạnh lắm nhưng mà em mạnh không được. Người ta có chỗ đứng cứng chỗ đó luôn rồi kìa. Bây giờ em nhút hoài cái đó hồi người ta xỉu luôn. Thì bây giờ em xỉu luôn đây luôn. Em gồng lắm luôn ấy anh. Gồng luôn rồi. Điểm mạnh nè. Điểm mạnh của em á là hả? Cái gì cũng biết làm anh ơi. Những cái việc là làm. Nấu ăn nè, em cũng biết may. Nói chung cái gì em cũng biết á. Đánh võ. Võ em cũng biết đánh luôn anh. Đánh võ luôn. Dạ. Em giữ vậy ta. Đúng rồi, ngày xưa em đánh nhau ở trong lớp mà. Em đánh nhau ở trong lớp mà. Trời, năm đó năm lớp mấy? Năm lớp 5 anh ơi. Năm lớp 5 em đánh nhau. Vậy mà em nhút nhát gì? Nhưng lúc đó em còn võ, còn bây giờ em lớn rồi. Em lớn rồi. Đánh quá, giờ nhát. Hồi đó đánh nhau đánh thắng hay thua em? Dạ chị ơi em thắng, vậy lúc nào em cũng thắng hết. Trời ơi trời. À. Em đánh trai luôn anh. Đánh trai luôn. Dạ đúng rồi. Sao đánh người ta vậy? Tại vì nó láo vậy. Tại vì nó láo. Tại vì nó láo vậy. Nó láo vụ gì? Thì nó chửi em anh. Chửi sao? Đi chăn trâu á. Hồi đó em ở dưới quê hả? Dạ đúng rồi em ở quê. Em ở quê em đi chăn trâu. Đúng rồi. Xong rồi chọc em á nên em đánh thôi. Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao cái gì tay chân quíu quíu vậy? Sao? Cái gì sao rồi? Sao sợ luôn trai luôn á. Không có kỹ năng phòng vệ giờ tốt có em, à. Nếu mà em á em sợ không? Không sợ, em cũng học võ rồi. Võ gì? Đó, taekwondo. Thiệt không? Dạ có. Đai gì? Chỉ có đai xanh thôi. Đai xanh thôi. Em có cái đột biến tâm lý gì không mà từ quất người ta hết mà bây giờ là run rẩy gì? Không, bây giờ là kiểu như em lên Sài Gòn á, kiểu như em chỉ anh với nhà không nên em run. Nhưng mà vợ tỷ ai ăn hiếp em nữa em có quất nữa không? Không, em run lắm chị. Nhỏ ngầu nhiều là bây giờ yểu điệu thục nữ nhiều á. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình vô tình trường đi, ưu tiên phụ nữ trước đó. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em có một vài. Một vài. Một vài. Vài. Chữ vài là bao nhiêu nè? 1, 2, 3. 3 người. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mối tình thứ 3, là 3 năm trước. Còn mối tình đầu tiên là bao lâu? 3 tháng mà mắc cười nhất. Đó là em 21 tuổi là... Sao mắc cười? Để em kể chuyện cười tình yêu cho anh coi coi. Để em kể anh nghe. Đó lúc là sinh viên á thì do năm hồi đó đi học cấp 3 là không bao giờ biết bạn trai là gì hết, toàn đi chơi game thôi. Thế xong rồi lên sinh viên thì thấy ai cũng có bồ, thấy theo các bồ có gì vui mà mọi người cứ cặp nhau. Em hồi xưa là game thủ. Dạ đúng rồi, audition. Audition, ai cũng có bồ hết chứ mình không có. Cái sao nè? Thấy lạ, anh thấy tò mò. Cái xong rồi em cũng cặp bồ với một bạn trong lớp, quen được thời gian á, 1 tháng 2 tháng gì đó, cái bạn đó nhắn tin với một bạn lớp cái bên nữa. À. Cái xong rồi cái em thôi chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai nó nhanh không? Thứ hai thì 1 năm. Một năm luôn. Hình như em bị gì anh, kiểu như em cứ bị một cái lời đó, kiểu như là em cứ quen bạn trai, các bạn trai cứ xoay tháp Eiffel trên đầu em vậy. Chấm một cái tháp Eiffel trên đầu em. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bạn kia thì nhắn tin bạn, rồi bạn thứ hai thì cũng thì nhắn tin nhiều người hơn. Nhắn tin nhiều người hơn là đốt có một cái tháp luôn. Đúng rồi, trời. Một cái tháp luôn, cái tháp Eiffel, xong rồi cái em chia tay, xong bạn thứ ba. Sâu đậm nhất nè. Một cái lạnh mắt. Một cái gì? Cái làn mắt 81. Một cái bự hơn nữa. Đúng rồi. Mà sâu đậm nhất. Đúng rồi, sâu đậm nhất mà nguyên một cái làn mắt 81 luôn. Kéo dài bao nhiêu lâu? 2 năm. Là nói chung là 3 cuộc tình vì bị cấm sừng hết. À đó, nó là vậy. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi chưa có bồ tiếp? Chắc cũng gần 3 năm rồi. Hy vọng lần này thành công rực rỡ nha. Không nha. Ha. Mời thầy giáo, nãy giờ cảm xúc gì khoanh tay rồi. Trời ơi, thầy tôi nghe kể chuyện có đem sừng theo không? Dạ. Phụ nữ không có thích bị cấm sừng dạ. nha. Dạ dạ. Mà em sao, có cái gì ghê gớm trong cái tình trường không? Xưa giờ thì em quen 2 người. Ừ. Thì một người đầu là năm nhất đại học thì em quen được 2 tháng. Ừ. Lúc đó mới lớn thì vui cho biết thôi. Có cho biết luôn hả?
Dạ dạ. Còn người thứ hai là em mới chia tay năm ngoái. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Một năm. Tuổi đó là cũng tuổi kết cặp kê, kết hôn được rồi, lý do gì chia tay? Em cũng đề nghị năm nay cưới. Nhưng mà bên bạn nữ kêu là chưa sẵn sàng. Em nghĩ là nếu mà chưa sẵn sàng thì không nên tiếp tục. Cái quan điểm của em nó khác mọi người là không muốn kéo dài quá lâu. Kiểu 5, 6, 7, 8, 9 năm gì đó em thấy cảm thấy nó hơi không bị thiết. Em chỉ thấy quen khoảng 2 đến 3 năm là cưới là vừa. À, cổ bao nhiêu tuổi, cô nhỏ hơn em mấy tuổi? Bằng tuổi em. Bằng tuổi là tới cái tuổi là lấy chồng rồi mà có người cầu hôn là vui chứ. Nói chung là cô đó đang trên đà phát triển sự nghiệp chị. Đó cho nên là có nguyên nhân. Cuối cùng là chọn sự nghiệp, em tôn trọng quyết định rồi em ra đi thôi. Lần này mà quen nữa là bao lâu nữa để kết hôn là phù hợp với em? Em muốn cưới trước 30. Nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Một năm mấy nay là cũng chưa có cái gì hết đúng không? Từ đầu năm tới giờ. Cũng dịch giả quá, đúng không rồi, đi ra ngoài ha. Tập trung dạy học với buôn bán thôi. Chị biết là Covid á, người nhà em cũng có mất. Một số cái khác nó liên quan nữa nên là cũng phải chi nhiều lắm. Thôi chị chia buồn với em quá. Nhưng mà chị em mình còn ngồi đây được là hạnh phúc rồi. Dạ, đúng rồi. Ha, thôi cố gắng nha. Thủy còn rung không? Em hả, lúc nào nãy giờ luôn. Khi nào em bình tĩnh lại, chuyện tình yêu của em như thế nào? Chuyện tình yêu của em là hai hoặc ba người gì đó. Hai ba người gì đó. Dạ đúng rồi. Chính xác là con số bao nhiêu? Ba. Ba. Mối tình đầu của em thì là năm em 19 tuổi anh. 19 tuổi. Dạ, quen nhau được 3 năm thì em đi bói, bà bói nói bồ em. Đi coi bói sao nè? Dạ, bạn em nó rủ em đi coi bói nhưng mà đây là em không có bói. Mà lúc đó thì bà bói mới nói là có coi luôn cho bé này không? Em nói là không, bà nói coi đi. Thì em nói thì cô tự nhiên coi đi theo chơi thôi mà riêng bà nhìn thấy cái bắt dông luôn hả? Dạ, xong rồi bà nói là hả bồ em đang ngoại tình nhưng mà em không có tin. Bồ em lúc đó đang đi công tác, em mới gọi điện cho bồ em nhưng mà gọi không có được và thuê bao không mà bình thường bồ em đi công tác á em gọi được, xong rồi em hơi nghi nghi, xong á thì em về thì em chặn đầu em nói thôi, rồi bồ em kiểu như khai ra hết anh. Là lúc đó là không có đi công tác mà là đi du lịch với gái. Trời ơi, xong phim luôn. Sao bữa nay tình trường của mấy cô gái tôi éo le dữ vậy trời. Bồ em này đòi là đòi cưới hai vợ. Hả? Bồ em này đòi là đòi cưới hai vợ. Hả? Trời ơi, nói thẳng nghe em vậy luôn hả? Dạ vâng, người kia thì đồng ý rồi, chỉ có em đồng ý hay không. Trời đó thì em cũng đồng ý. Hả? Em cũng đồng ý. Hả? Đồng ý hay không đồng ý? Dạ em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý nhưng mà em biết bố mẹ anh không cho. Trời đất ơi, cái thời buổi này thời buổi nào rồi em? Trời em nghĩ như cái thời xưa hay sao mà là đàn ông lấy hai vợ mà đồng ý. Lúc đó 19 tuổi vậy. 19 thì 19 chứ. Kiểu như bồ em á đi chơi với em thì kể anh bé kia. Trời đất. Em tức quá nên em chia tay luôn. Đúng rồi em, bỏ đi em. Có tiếc nuối gì không? Dạ, lúc đầu thì em cũng hơi tiếc nuối. Nuối gì? Bồ của em á là ngày nào cũng ở bên em mà em không biết thời gian nào để dành cho gái, em không biết luôn. Hay lắm em ơi, đàn ông người ta hay lắm, chỉ cần chích mắt me hở một chút xíu thôi là đã hốt cô khác được rồi. Không tùy người chị. Tùy cái gì em cũng vậy thôi. Không có chị ơi, em rất là nghiêm túc. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Bồ em nghiêm túc lắm anh ơi, không có giống anh đâu. Xong mối tình thứ hai thì em quen được mấy tháng á. Nói chung là quen rồi, em không biết quen hay không, em cũng có thích. Nhưng mà kiểu như hai đứa quen nhau một thời gian, hai đứa tự im lặng nên em cũng không biết có phải là quen hay không nữa. Mối tình thứ ba cách đây cũng được 2 năm thì quen nhau xong rồi phát hiện người đó có vợ. Trời ơi, trời ơi. Xong thì tụi em thôi. Bạn chắc đi làm mai nhưng mà quen xong rồi được mấy tháng thì phát hiện có vợ nên em cũng tự động rút lui. Anh em đốc trẻ, anh có vợ chưa? Chưa. Lên đây gặp chị Tường là phải có giấy xác nhận độc thân đàng hoàng. Phải có giấy xác nhận đàng hoàng nha, chứ để tôi mang tiếc nữa. Cô gái đẹp bên kia, ba mối tình mà đều bị gọi là đàn ông lừa gạt hết trơn, phụ bạc hết trơn đó, em thấy sao? Đời đắng cay quá vậy. Đời đắng cay quá. Hả? Em mấy mối tình rồi? Tình trường thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất, xuất ngủ về thì em đi làm nhân viên kinh doanh chung với bạn ấy trong công ty. Sau đó thì mình cũng quen, tại vì trong một cái tâm là muốn kinh doanh. Đó là chung một cái y danh đó nên dễ nói chuyện và dễ trao đổi. Nhưng mà qua một thời gian dài thì mình cảm thấy có những cái điều khác biệt với nhau. Nhưng mà kiểu như hai người cùng muốn làm kinh doanh, cùng muốn ra ngoài á, cùng muốn thể hiện mình. Ví dụ như cái nồi với cái vung đi. Cái hai người cứ muốn là cái vung, là hai người chỗ nhau chỉ nó toàn nha thôi. Cũng giống trường hợp tương tự như thầy bên đây vậy đó. Rồi cái mối tình gần đây nhất thì như thế nào? Mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 6 tháng là mình chia tay. Quen biết qua bạn bè kinh doanh. Bạn ấy lớn tuổi hơn mình cho nên lớn hơn mấy tuổi? Hình như 3 tuổi. Cái đó cũng là một lý do, với lại là mình nói chuyện nó không hợp nữa. Chứ ngay từ đầu mới quen là biết người ta lớn tuổi hơn không? Dạ chưa biết chứ. Về sau nói chuyện dài lâu hơn mới biết. Rồi bây giờ quay trở lại với thầy giáo. Em muốn tìm một cái người vợ, người bạn gái của mình là một cái người như thế nào? Thân hình ưa nhìn, với lại suy nghĩ có cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng, với lại nhà gần trong thành phố đó, cổ thành phố đó. Trời ơi.
chơi thầy giáo xong rồi, bây giờ giám đốc. Giáo nè, tôi giám đốc. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thân hình chứ thầy. Thân hình. Dạ. Thì em mới nhớ ông bà dạy có một câu: thắt đáy lưng ông, một dạ yêu chồng nhất mực thương con, béo chục béo tròn, ăn dụng như chớp, đánh con suốt ngày. Ủa là gì, ý nghĩa gì vậy? Là em sẽ thích cái mẫu hình thắt đáy lưng ông. Ví dụ như chị vậy là thắt đáy lưng ông không? Dạ đúng rồi. Ủa vậy luôn hả? Dạ, ý là nó phải có ba vòng vậy. Ba vòng đầy đủ phải không? Đúng rồi, ba vòng đầy đủ. Là có nghĩa là thích cái người có chuẩn ba vòng. Dạ, người yêu về sức khỏe của mình, tại em yêu cũng chuyên về may đồ thể thao á, cho nên em cũng tập luyện thể thao cho bản thân mình. Có nghĩa là mập mập là em không thích. Dạ đúng. Còn về tính cách là thích người phụ nữ sạch, không dơ. Dơ ở đây là còn có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nữa. Nghĩa đen ở đây là sạch sẽ về cơ thể. Rồi. Nghĩa bóng ở đây là từ anh bạn của em trải nghiệm. Có nghĩa là về cái tâm trí của mình, bi quan và tiêu cực. Mình nghĩ là tôi tệ quá, hay tôi ốm quá, hay tôi mập quá, hay tôi gầy quá. Hạn những cái tiêu cực đó làm cho mình mệt mỏi và em cảm thấy sợ những người đó. Cô gái, đáy thắt lưng ông nha. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào nè? Từ trước giờ em không có đặt ra mẫu hình lý tưởng, như là khi mà gặp thấy nói chuyện hợp, tính cách hợp rồi kiểu như là chịu được em là được thôi à. Em thích con trai khuôn mặt nhìn sáng, thông minh, cao ráo, người chắc sporty, thích chơi thể thao, nam tính. Nói chung là em hơi nhão tính cách cũng phải nam tính. Thầy giáo nói thầy giáo hơi nhão quá, chắc ao quá. Còn Thủy? Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Em thích là em thích, mà em không thích thì em sẽ nói em không thích. Cái cảm xúc đầu dạ, tiên đúng không em? Và em thích thì em có thể em tỏ tình trước cũng được. Wow. Đó chị. Em tỏ tình trước luôn. Dạ, em thẳng nắng vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Không cần phải trai nhiều tiền, tại vì em cũng làm ra tiền của ai người xài. Cái cô này tôi thích nè, cái nết cô vẫn như cái nết thời Trăn Châu á. Mà đặc biệt em cũng không cần tỏ tình nhiều, anh trai em thích á, chỉ cần em địa mấy cái địa là thích em à. Trời ơi. Cái này là không phải là em tự tin, nhưng mà tại vì đi lên sân khấu thì em hơi run, chứ ở ngoài á thì em địa ai là em phải. Hồi nãy chị nhận xét em đúng không? Em phải cua cho bằng được á chị. Đúng rồi, cái nết chị Tường đó. Đúng rồi. Tôi là tôi chịu mấy người hôm nay lắm luôn đó nha. Hello, chào hai em gái xinh đẹp trên màn hình. Chào người thân của hai bạn nữ. Nãy giờ tụi em nghe rõ hết không? Dạ, nghe. Cho chị hỏi ai là người nhà của Quyên? Dạ em ạ. Rồi, em tên gì? Dạ em tên Xuân. Hồi nãy giờ Xuân nghe hết về những cái chia sẻ ha, đặc biệt là của hai chàng trai hôm nay ha. Các em có ý kiến gì không? Với em thì Uyên là một người rất là cá tính, rất là yêu thích làm đẹp. Em mong là Uyên trong chương trình này sẽ kiếm được một người hợp với mình ha, và chúc cho chương trình sẽ diễn ra thành công. Không, mà theo em thì ai hợp với lại Quyên hơn? Theo như cá nhân em thì em nghĩ là anh Minh sẽ hợp. À, anh Minh ở ghế màu xanh sẽ hợp với Quyên ở chiếc ghế màu đỏ. Hợp là hợp chỗ nào cưng? Quyên thì có vẻ đầm hơn, còn Minh thì có vẻ sôi nổi hơn, sẽ hợp với Uyên hơn. Cảm ơn em nha. Cho chị Tường hỏi người nhà của Thủy nè. Em tên là gì em gái? Dạ em tên Hảo à. Em là bạn thân của Thủy. Em nghe những chia sẻ của tất cả các bạn ở đây thì em có suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng mong là hai bạn nữ sẽ tìm được cho mình nửa kia. Tư vấn cho bạn mình, thí dụ lựa chọn một anh thì chọn anh nào? Anh thấy Thủy thích hợp với ai? Em thấy Thủy hợp với anh thầy giáo hơn, còn Hồ Quyền quyết định vẫn là ở Thủy. Anh ghế xanh á thì em thấy anh hơi chụp chạc. Tại em chơi với Thủy lâu rồi nên em biết tính cách của Thủy. Thủy thì hiền, tốt bụng, cái gì Thủy nó cũng làm được á, giỏi lắm, có hiếu gia đình nữa. Cho nên em nghĩ hiền là hợp với thầy giáo đúng không? Dạ em. Chị cảm ơn em gái nha. Giờ hai chị em mình còn chần chờ gì nữa chị? Chần chờ gì nữa thì cho người ta gặp nhau đi chứ chần chờ gì nữa. Rồi. Mở cửa trái tim. Đĩa đi. Xin phép. Đó, trời ơi, nhanh. Làm gì chần chờ gì nữa. Hai tụi mình ha. Tôi né qua cho những người đàn ông thể hiện liền chứ. Xin phép tặng bạn ha. Cái món quà này trước khi tặng thì mình cũng muốn cảm ơn bạn nam này. Thì hồi nãy chúng mình mới gặp nhau, mình chưa chuẩn bị quà thì mình cũng xin phép là hỏi bạn nam để nhường lại cho mình một món. Thì rất là cảm ơn bạn nam đã nhường cho mình món quà này. Tại gì vậy? Mình cũng kết nghĩa anh em, dù kết quả như thế nào thì vẫn là anh em. Gì vậy? Không có đâu, hôm nay mình là địch chứ phải là bạn đâu. Đừng có giả làm như vậy. Đây là món quà của Nguyên gửi cho thầy giáo. Áo của em làm. Áo em làm luôn. Wow, kiểu đẹp quá. Cảm ơn bạn ạ. Mời hai bạn nữ khui quà. Này chắc giờ chia đôi ạ. Trời, hai đứa này sao kỳ vậy ta? Sao hai bạn trai này lên để bắt tay nhau rồi áo chia đôi nữa, tôi nghi ngờ lắm mà. Nó hơi hồng á.
Ủa cái gì? Ủa? Ủa? Đây cũng vậy luôn hả? Đúng rồi chị. Sao tự nhiên tặng luôn á chị? Tặng đồ đô cho hai bạn nữ vậy? Cái này là đồ đầu tiên em xách xong rồi mang tặng hai bạn. Ý muốn là muốn tập thể dục thể thao cho khỏe. Xong rồi ngoại giao với bạn này thì em xin phép được tại chợ. Có nghĩa là em luôn hả? CEO hai cái này chợ là điều của em. Cái này là size gì đây? Dạ size M. Hai cái size M luôn. Dạ dạ. Nhưng mà nó có co giãn phù hợp không sao hết. Dạ bộ đồ. Tại sao không tặng size S, không tặng size L mà tặng size M? Cái đó phù hợp với nhiều người á. Từ từ mình đổi sau được á. Bao đổi trả. Em mặc size gì? Em mặc size M luôn á chị. Em mặc size gì? Em mặc size S. Không sao, không size S là tại em chưa có bạn trai. Em có bạn trai em lên size M. Cảm ơn món quà của các bạn. Rồi bây giờ hai chàng trai nắm tay nhau về đi cưng. Nãy giờ sao em có địa được ai chưa? Em thích bộ này do em cũng hay mặc đồ như vậy luôn á. Thích bộ đồ thôi phải không? Đúng rồi, em thích bộ đồ. Địa hai kia chưa? Anh bán đồ, quên, anh may đồ phải không? Thì bữa nào anh tài trợ cho em mấy bộ nha. Yên tâm. Em có vẻ thực dụng quá, ta đang mai mối và em thực dụng quá. Không, nhiều khi đó là chiêu địa của ta. Đúng đó. Đúng rồi, chiêu á. Bây giờ vậy nè, hai thanh niên mình chủ động đi, bốn bạn trao đổi với nhau để mình tìm hiểu thêm. Coi mình còn có cái gì nữa, ưu tiên thầy giáo đi. Theo quan điểm của hai bạn thì mẫu... Hai em, bạn bè gì đây? Hai em thì mẫu bạn trai lý tưởng. Nếu mà không phù hợp mà được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận không? Muốn em nào trả lời theo trước? Theo hai em luôn chị. Nói trước đi chị. Chị nói trước rồi. Đó, nhường nhịn nhau rồi. Rồi Quyên nói trước. Hôn nhân là nó là một con đường để đi dài. Chứ không phải là nó tạm mà mình phải nói là... tạm chấp nhận ra được. Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Tại vì nó đi rất là sâu, rất là dài với nhau. Em không thích một cái hôn nhân nó giữa chừng. Tại vì hôn nhân nó còn gắn liền với trách nhiệm và con cái nữa. Nên em muốn là ít nhất phải là 80-90% hòa hợp nhau. Còn em thì dễ tính hơn. Em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Khi mà mình quen nhau á, nếu mà mình thấy người này người kia sao thì mình có thể sửa được. Chứ mình mới gặp nhau thì mình không thể nào mà mình chọn một người mà quá cao. Em thì bình thường thôi ạ. Khi mà mình quen nhau rồi á, thì nếu mà mình không thích cái gì của người đó thì mình sẽ nói. Mà người đó không sửa được thì thôi, chia tay. Đúng rồi, nhưng mà cũng có cơ hội đúng không? Cho ta cái cơ hội đúng không? Quyên là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93. 93, Thủy sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93 luôn. Ồ, tụi em là con chặt chặt tuổi nhau hết. Hồi nãy thì Huy có chia sẻ là muốn kết hôn trước 30 đúng không? Dạ. Em hỏi thử hai cổ suy nghĩ đó như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của mình á, nên kết hôn trước 30 tuổi thì nó sẽ tốt hơn. Có thể là sự nghiệp mình chưa ổn nhưng mà cũng nên cưới trước 30 rồi hai người cùng cố gắng cũng được. Mời Quyên. Riêng với em thì tại vì em đã không có bạn trai 3 năm rồi, em có mà đặt nặng vấn đề là phải có bạn trai. Thì mình vui vẻ là được. Còn vấn đề về hôn nhân á, thì lúc đầu em không nghĩ đến chuyện đó. Em muốn là đợi thật là đúng người, thà trễ một chút nhưng phải thật sự là đúng người. Thì bao nhiêu tuổi cũng được. Vì em không muốn là chỉ vì mà mình cứ đặt target trước á, là 30 mà mình phải bắt ép và gượng ép bản thân mình bị vội vã quá. Nếu như bạn bị vội quá thì đôi lúc những quyết định của bạn sẽ bị phân tâm và không chính xác. Nhưng mà do mẹ em nói rằng nếu năm sau Uyên không lấy chồng mẹ sẽ bỏ nhà đi. Đợt trước mẹ em vì muốn chị em lấy chồng thôi mà đã 12 giờ đêm ra ngồi vườn thanh long ngồi ngoài đó vậy đó hả, là mẹ em cũng chơi bỏ ra khỏi nhà nửa đêm rồi. Đúng rồi, kiểu như là đánh đầu tâm lý chị em, mà chị em kiểu như là người cũng cứng rắn lắm luôn. Mà đánh đầu tâm lý chị em mấy ngày trời, chị em chịu không nổi nữa phải lấy chồng luôn. Trời ơi, bây giờ chị em hạnh phúc phải không? Dạ vâng, lấy đúng đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng em cũng có cái lựa chọn đúng chứ không vì sự bức ép của mẹ mà lấy lộn nha. Mà không, đó là do chị em có bồi rồi. Rồi tới phiên Thủy. Em thì cũng giống chị là em cũng không ép mình phải lúc nào lấy chồng đâu. Tại vì em thấy em cũng còn trẻ. Mẹ em cũng không ép em lấy chồng. Mẹ nói em không lấy chồng cũng được. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Kiếm cho mẹ đứa con được rồi. Ồ, một cái tư tưởng rất là hiện đại ha. Dạ, bố mẹ nuôi cho. Nên em cũng không có suy nghĩ đặt nặng là em phải lấy chồng. Khi nào em thấy hợp thì em mới tiến tới hôn nhân. Em cũng không phải là quan trọng là yêu là phải cưới. Không phải tới độ tuổi là phải cưới. Có thể đẻ không cần cưới. Dạ đúng rồi, có thể đẻ được không cần cưới. Em có gì muốn hỏi hai cô gái không? Anh thích đi làm từ thiện với thiện nguyện á. Với lại anh rất là quy củ về thời gian. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích? Em á thì em thích điều đó. Tại vì em cũng
đi tập gym, em cũng có đi từ thiện. Rồi thời gian công việc nói chung là em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bình thường là bạn trai gọi cho em trước chứ em cũng không hay gọi cho bạn trai. Em nói là lúc mà em thiền á là em không ai làm phiền, thì thường em thiền cái giờ nào? 9:30 tới 10 giờ tối là ngày tối khuya tối tối 9:30 mà ngày nào cũng là thiền giờ đó hết hay là một tuần thiền mấy buổi? Tuần khoảng 3 buổi. Vậy rồi là hẹn đi chơi là phải hẹn 3 cái buổi còn lại đúng không? À, dạ đúng rồi, chính xác. À, có nghĩa là đã có kế hoạch rồi. Dạ, còn ví dụ như đột xuất rồi sao, có những cái lịch đột xuất thì sao? Thì phải ưu tiên. Anh nói anh vậy đó, em thấy sao? Làm từ thiện với thiền với này giờ giấc quảnh là đâu đó là nó phải rõ ràng. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của nhau hết, không làm phiền nhau, nhưng mà cần có vài điểm chung là được rồi. Em cũng thoải mái cho mấy chuyện này. Bây giờ mình chưa yêu, mình ngồi ở đây mình khách sáo, mình nói không muốn làm phiền, chứ còn khi yêu rồi là rất là làm phiền. Không làm phiền thì ở một mình. Đang giờ ăn mẹ rồi là đói, mình đang đói muốn xỉu luôn, ngồi thiền chắc chết. Thấy không? Mà đói xấu tính lắm. Chứ làm sao mà không làm phiền nhau được? Để sống hai không làm phiền nhau đâu có yêu nhau. Hai em có gì muốn test lại hay kiểm tra hai này không? Bé Quyên trước đi, bé Quyên trước đi. Em trước qua luôn á. Thiệt, bây giờ em trước. Trước giờ em chưa giờ chủ động nói chuyện với anh trai. Bây giờ em phải chủ động đi chứ, nãy giờ bé Thủy mà địa rồi đó. Nếu như mà kết hôn xong á thì kiểu mấy công việc nhà thì mấy bạn có làm không? Đó. Mình ở cùng bố mẹ nhưng mà các việc nhà mình vẫn làm, nấu ăn nè, dọn nhà nè, rồi quét nhà các kiểu, thì cái đó chia sẻ được. Vợ bạn với mẹ bạn mà cãi nhau á, với mà vợ bạn đúng đi, lúc đó bạn sẽ đứng về phía ai? Thật ra cái đó là một cái vấn đề nó khá là nhạy cảm đúng không? Phải tùy tình huống, mình phải làm sao mình hài hòa được hai bên, thì cái đó nó phải tùy trường hợp nữa. Làm không sao? Thể nào nói là hẳn là một bên đúng được. Cái tình huống nó như thế nào thì mình phải nhún nhường theo bên nào, rồi đợi bên kia lắng xuống, ngồi xuống rồi giải thích sau. Chứ không thể nào mà tuyệt đối đứng về một bên thì nó sẽ mất công bằng. Tính tình bên dưới bên nào nặng hơn? Em rất là thích ở với ba mẹ, do tại vì em ở đây có một mình à. Ba mẹ em đổ với Bình Thuận á buồn, thích ở chung với nếu mà có lấy chồng thì thích ở chung với ba mẹ. Mà thường ở chung với ba mẹ chồng thì em nghĩ là sẽ xô xát rất là nhiều, nên là lúc đó là còn phải có một anh chồng rất là phải cực kỳ tinh tế để giải quyết cái vấn đề đó. Rồi em thích ở chung với ba mẹ chồng là quá tốt luôn rồi, yên tâm đi, mình thương ba mẹ thương mình, không có vấn đề gì hết. Em có phụ việc nhà cho vợ không? Mình phải san sẻ, tại vì cùng là một gia đình rồi. Nãy giờ chị cứ hỏi rồi chị kích các em cho các em chia sẻ, nhưng mà thật sự hôm nay chị thấy cả bốn bạn luôn trạc tuổi nhau đều là những cái bạn trẻ có những cái năng lượng tích cực và có những cái rõ ràng trong cái lựa chọn quyết định của mình. Bây giờ là đến cái thời khắc này là rất là quan trọng. Cho em hỏi một câu được không? Được, hỏi đi. Mời em. Em hỏi bạn áo trắng được. Thì nãy anh nghe không rõ, nãy anh cũng bồn chồn á. Bồn chồn. Công việc của em là gì á? Chủ tiệm nail anh. Tiệm nhưng nail online nha. Tại vì em không biết làm nail. Em là chủ thôi. Là chủ thôi à, chứ đúng không có biết làm. Em thuê người làm, với lại em làm spa. Thì hôm nay em có thêm một việc nữa rồi đó. Em cũng biết may luôn anh. Em biết việc gì không? Việc gì anh? Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Quá tuyệt vời. Hay thôi. Nha okay. Thôi vậy thôi tôi khỏi nói. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn ngồi đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Thích cái người ngồi ở ghế màu nào thì các bạn bấm cái nút ở ghế màu đó. Sau những cái khẩu hiệu của anh Đạt đó, chúng ta sẽ nhìn thấy mình bấm nút thì cái đèn của chiếc ghế nó hiện lên. Cùng chọn nhau thì cặp đó là cặp thành công. Và bây giờ Đạt sẽ đếm từ 5 tới 1. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 5 4 3 2 1. Nếu mà cư xử mà nó không có đúng mực cho lắm thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và em tính của em là bị thẳng thắn quá. Em muốn cưới trước 30, nhưng mà thì cũng phải tôn trọng quyết định của phụ nữ nữa. Em thì thích con trai ít nói, không cho mình là nhất. Không thích con trai tự cao tự đại, cũng không thích con trai nói nhiều. Em nhìn vào em thích thì em thấy thích thôi. Nếu mà không phù hợp được 100% với hai bạn thì phù hợp khoảng 6 hay 7 phần thì hai em có chấp nhận thôi. Tuy nhiên em là phải hoàn toàn đó, nên là đối với em thì không thể nào mà 50-60 gì cả. Còn em thì dễ tính hơn, em thì ở lưng chừng cũng được rồi. Ví dụ như thời gian nào tập gym thì không được đụng, hay là thời gian nào tập thiền của anh là anh không ai làm phiền mình. Cái đó là cái nếp sống của anh rồi, nó hình thành lên con người của anh. Không biết là theo quan điểm của em thì có thích điều đó không hay là không thích. Em cũng ít làm phiền bạn trai lắm. Bấm. Bé Quyên không bấm. Em vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, giống như là bạn bên này á, em cảm thấy là bạn vẫn còn trẻ quá. Tính nết của em nói chuyện thì có vẻ là hơi hơi vui á, nhưng mà em thường hay nghĩ sâu lắm. Em cảm thấy em
quá trưởng thành các bạn này. À, hôm nay mặc áo đỏ rực mà chưa hốt được ai nha. Nhưng mà chị Tường vẫn chúc em là sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe, và trước sau gì thì khi nào nó tới là nó tới. Xin mời các bạn đứng lên, tiến lên phía trước. Quý vị nhìn thấy là ba chiếc ghế đã sáng đèn, hai chàng trai đều chọn một cô gái màu xanh, nhưng bạn ấy thì lại bấm chiếc ghế màu xanh, có nghĩa là Thủy đã kết đôi được với Minh ngày hôm nay. Nhìn vào đây, một tràng vỗ tay cho một cặp nhà đã được thành đôi ngày hôm nay. Nắm tay đứng đợi tôi phỏng vấn ông này chút. Buồn không em, thầy giáo? Bình thường chị, không có duyên thì mình còn nhiều cơ hội khác mà. Còn nhiều cơ hội. Dạ. Chị cũng chúc em là sẽ tìm được một cái tình yêu đúng ý của mình trong một thời gian gần nhất nha. Dạ rồi, em cảm ơn em đã tin tưởng và đến với ghép đôi thần tốc. Cảm xúc sao hai bạn? À, hồi nãy em nói em địa, em tấn công này, vậy em phát biểu chị nghe. Nói chung là em đặt tay đôi bấm đó thì em cũng biết. Thôi đi cô ơi, hay là tại vì người ta tặng đúng cái áo size M rồi chọn người ta? Dạ đúng rồi đó. Đó, thấy chưa? Nó phải tại vì có em chút cũng lý thích do. Tập gym á nên em chọn anh này. Gì vậy, gì ép tim hả? Dạ. Cái gì vậy cưng? Cảm xúc em giờ thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Chúc mừng cho hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn những món quà đến từ chương trình.